quá y lực cho lúc mèo 15 tuổi nha các bạn. Set 2 nha các bạn, 44 xã bên nhà Tú An Lộc, anh Cường ATM Châu Xin, bên kia Thái Tú của chị Quẹo Luân Mèo Bắc Kim. Vừa là một pha bóng phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bắc Kim, 1-0 cho Củ Chi. Quá bóng ra ngoài, 1-0. Quá y lực cho Lung Mèo 15 tuổi nha các bạn. 2-1. Ôi đẹp quá. 2-2. Đập bóng tốt, 3-2. Ba đều không qua lưới, 4-3. Điểm 4-0. Tạt tay trắng ra ngoài, 5-4. Tốt của Thái Tú, 6-4. Kỹ nào, và phản làm của Tú An. Đập bóng ra ngoài, 6-0. Đập bóng tốt luôn mèo, 7-6. Chẳng bóng tốt của Tú, 8-6 đội xanh. Không sao.
không sang lưới. 7-8. Đập bóng túc. 9-7. Phát bóng ăn được trực tiếp. 17. Không sang lưới. 80. Chắn bóng tốt. Quân vẹo. Làm cục đá ở đây là phát á. 12-8. Tối 9-12. Chân bóng ra ngoài quá. 2 chào hay quá. Bóng vẫn còn. 2 bát thì thua. Còn nếu mà đúng 1 bát thì bình thường. Thôi bỏ đi. Mấy trái nó nhạy cảm. Hỏi dư điểm rồi kìa. Em cũng không biết điểm nữa. Nãy giờ tập trung coi quá không để ý điểm luôn. Bỏ bóng không qua lưới. Như 11-12 đúng không? Ui. Bóng ra ngoài các bạn ơi. Và bóng khá đẹp thì nó tiếp bóng ra ngoài các bạn. 12 đều. Quá y lực. 13-12. Bỏ bóng tốt của Tuấn An. 13 đều. Quá hay cho phát. 14-13. Cái này quá.
đăng không? Phát bóng không xa lưới, 14 đều. Bệnh thủ cứng quá, bệnh thủ cứng ngắt luôn. Kết thúc trận đấu rồi, tỷ số 16-14 nghiêng về team Tuấn An nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.